Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Tuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian vừa qua thì mình đã xây dựng ở trên mặt đất khá là nhiều rồi, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ đổi một xíu nha. Mình sẽ đi xuống dưới đất để xây dựng và cụ thể hơn đó chính là ở dưới khu mỏ của mình nha các bạn. Rồi ok, trước khi xuống dưới thì mình sẽ chuẩn bị vật liệu cái đã. Đầu tiên thì mình cần một ít redstone nha, tại vì ngày hôm nay thì mình sẽ làm việc liên quan về redstone một xíu, một ít cây đuốc redstone này. Chế tạo thêm ít cái piston nữa các bạn ơi. Đây mình sẽ lấy ít cái đá cuội nè, một ít cái ván gỗ rồi chế tạo thôi. Đâu ta, cái piston đây, mình sẽ chế tạo khoảng 8 cái các bạn ơi. Mình sẽ chế tạo thêm một lần nữa nè, là tổng cộng mình được 8 cái piston rồi. Và mình sẽ lấy thêm ít cái bóng slime nữa. Ở đây mình có ba cái khối này, mình sẽ đổi ra hết mấy cái bóng slime luôn nha. Tiếp theo thì mình cần bộ redstone mình có rồi, piston mình có rồi. Tầm này cũng khá là đủ rồi. Bây giờ chắc mình sẽ đi xuống dưới nha, nhưng mà mình sẽ mang theo một ít gỗ được các bạn ơi. Xuống dưới thì thế nào mình cũng cần gỗ theo à. Rồi ok, giờ mình sẽ đi xuống cái khu mỏ của mình thôi. Và trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình có trang trí thêm cái khu mỏ của mình ấy, tại vì ở những tập trước thì mình cũng có trang trí sơ sơ cái khu mỏ rồi, nhưng chưa có hoàn thiện hẳn các bạn ơi. Cho nên trong thời gian giữa hai tập thì mình đã cố gắng hoàn thiện hẳn cái đường đi xuống khu mỏ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan một thể luôn nha. Đây, ở phía trước thì vẫn giữ nguyên thôi, chỉ có cái đường đi xuống là thay đổi thôi các bạn ơi. Mình đã hoàn thành xong hai bên để trang trí nè, gắn thêm ít cái quặng ấy để ở phía trên để nhìn cho nó đẹp hơn. Hiện tại thì mình chưa có nhiều kim cương cho nên mình chỉ gắn vào đây là những cái quặng redstone này, quặng sắt, quặng vàng cũng như là quặng than ấy. Sắp tới có thêm kim cương thì mình sẽ cố gắng đặt vài quặng vào đây để nhìn cho nó đẹp hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nè. Và phía dưới này thì mình đã đào ra trong thời gian giữa hai tập ấy một căn phòng khá là rộng để sắp tới chúng ta sẽ chia khu ra nha các bạn. Mỗi cái con đường như vậy này sẽ dẫn tới một khu khác nhau ấy, và mỗi khu thì chắc mình sẽ có một cánh cửa phía trước. Và cánh cửa lần này thì mình sẽ làm cánh cửa kiểu như là tự động mở thì vậy đó các bạn ơi. Thành ra mình cần một redstone này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái piston dính luôn nha, 8 cái piston dính nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đào vào phía bên trong một xíu đi. Nhưng mà cái này là ngay cái đường của mình hôm bữa rồi. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ đào vào bên trong ấy khoảng 5 ô nha các bạn. Sau khi đã đào vào bên trong 5 ô thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt những cái piston dính vào nha các bạn. Mình sẽ cách cái khúc gỗ này khoảng 2 ô nè, 1, 2, rồi sau đó mình sẽ đào xuống 2 block nha, đặt một cái piston dính ở phía dưới và đặt ở 2 ô bên cạnh luôn, để một xíu nữa mình còn đặt những cái redstone nữa các bạn ơi. Đây mình sẽ đào ở đây ra nè, cũng như là ở bên đây. Và phía trên này thì mình sẽ đặt những cái tấm áp lực nha các bạn, để khi mình đi lên ấy thì cửa nó sẽ tự mở ra nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt một ít cái bộ redstone ở phía dưới luôn. Để coi mình chế tạo những cái tấm áp lực trước cái đã. Mình sẽ làm khoảng 3 tấm đi, rồi sau đó mình sẽ đặt lên trên nha, đặt ở đây. Rồi sau đó mình sẽ gắn thêm những cây đuốc redstone ở bên cạnh cái đường redstone này nè. Đặt cắm cây đuốc ở đây nè, cũng như là một cây đuốc ở bên đây nữa, ngay vị trí này. Và sau đó nối cái redstone qua cái piston là được rồi đó các bạn ơi. Đây mình sẽ nối vào tới bên đây luôn nha. Búp. Nó đẩy piston lên rồi nè. Và ở trên cái piston này thì các bạn có thể gắn cái block tùy thích nha. Ở đây mình sẽ gắn tạm một cái khối đá mịn đi. Rồi, và ở bên hông thì cũng cần phải có những cái piston dính nữa các bạn ơi. Ở đây mình sẽ đập ra 1, 2, cái này là 3 ô á, tại vì mình làm cái cửa 3x3 mà các bạn. Đây, đặt piston dính và ở đây một cái, sau đó gắn mấy cái khối đá mịn vào. Rồi bây giờ mình cần phải làm một cái đường redstone này để cho ba cái piston dính này nó đẩy ra nè. Mình sẽ nối từ cái đường này luôn đi. Mình sẽ nối dài lên đây. Ngay cái piston rồi nè. Nhưng mà mình phải làm sao cho cái khối ở chính giữa ấy là thành một cái khối redstone á. Vậy là mình cần phải dẫn cái redstone lên trên này. Để mình nói lên đây coi. Nó đẩy ra rồi kìa. Rồi các bạn sẽ làm tương tự ở bên phải luôn nha. Đây ở bên phải thì mình sẽ nối qua trái như thế này, rồi đi lên từ từ lên thôi các bạn ơi. Ở trên đây mình chưa đào ra nữa, để mình đào ra một cái đã. Mình sẽ đào 1, 2, 3. Đào vào bên trong 2 ô nha các bạn, thì chúng ta mới đặt được những cái piston nha. Đây. Rồi sau đó mình sẽ ốp tạm mấy cái này nè. Rồi sau đó mình sẽ nối đường điện lên thôi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải làm thêm một cái đường điện để cái piston này đẩy xuống các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ sử dụng slab đi, tại vì nếu không sử dụng slab ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường đá đỏ ở phía dưới ấy. Thành ra các bạn nên sử dụng slab nha. Nó đẩy cái piston ở bên hông ra rồi kìa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt những cái slab ở vị trí nào ta. Slab ở phía trên cùng luôn á các bạn ơi. Ở đây và ở đây là những cái khối thôi. Để mình thử lại nào. Đây và ở đây. Đẩy rồi kìa. Vậy là đúng rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đập cái khối này ra nha, để mình đi qua bên đây một cái.
đi qua. Nó tự mở rồi kìa. Yay. Vậy là xong rồi các bạn ơi. Bây giờ để đi ra thì mình cần phải làm thêm một cái tấm áp lực ở phía bên trong này nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ đào ra giống như mặt trước là hai ô nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái bột redstone ngay tại vị trí này nè. Nhưng mà không được. Ở đây nếu mình đặt redstone qua thì nó sẽ bị lặp lại các bạn ơi. Thành ra mình phải dời cái redstone này vào bên trong rồi. Mình sẽ dời vô đây đi. Đó, và cái này thì mình sẽ nối ra phía trước như vậy và đặt những cái tấm áp lực ở phía trên. Vậy là chúng ta đã xong cái phần đi ra rồi đó. Giờ mình sẽ đập tạm cái này ra đi để mình có thể đi lên các bạn ơi. Giờ hết đường đi lên rồi. Gắn lại đây và ở đây. Mình sẽ ốp ở đây luôn đi. Ở vị trí này nè. Nhảy qua một cái. Ở đây rồi mình sẽ đi thử nha. Vậy là xong rồi. Vậy là cái cửa tự động của chúng ta đã xong rồi đó các bạn ơi. Giờ công việc còn lại của mình ấy là trang trí thôi. Mình sẽ ốp ở những vị trí này nè để che lại những cái bit storm ấy. Ở đây để cho đẹp hơn thì chắc mình sẽ đặt những cái khói đi nha. Rồi, vậy là hoàn thiện rồi. Mở cái hiệu ứng nó cũng rất là đẹp luôn. Lúc đầu thì mình định làm cái cửa nó che hết luôn các bạn ơi. Nhưng mà ở đây mình sẽ chừa một ô như vậy nè. Nhìn thì nó sẽ đẹp hơn á. Rất ghê luôn á nha. Sắp tới mình sẽ kiểu như làm thêm những cánh cửa tự động nữa. Tại vị trí này nè. Tại vị trí này nè. Vậy là tổng cộng chúng ta có 3 cái cánh cửa tự động để dẫn tới 3 căn phòng khác nhau ấy. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí chỗ này là một xíu. Mình có nên gắn vào đây là những cái khối kim cương không ta? Được á, được á, để mình thử nào. Để mình sẽ lên trên coi. Hình như kim cương thì mình cũng có khá là nhiều ấy. Được nha. Hoặc là emerald đi. Mình thấy emerald ở phiên bản mới này, cái kết cấu của nó nhìn khá là đẹp luôn các bạn ơi. Mình đã sử dụng để trang trí cây kiếm của mình rồi. Thành ra mình sẽ sử dụng thêm những cái khối emerald này nữa để chúng ta có thể trang trí cái phần cửa tự động của mình nha. Cánh cửa emerald. Wow, xịn thật các bạn ơi. Rồi giờ vào trong nè, gom hết cái số emerald mình đang có nè. Không biết có đủ để chế tạo 9 khối không nữa. Ở đây mình có 11 cái viên emerald nè. Nếu không đủ emerald thì mình sẽ sử dụng kim cương đi các bạn ơi. Kim cương nhìn cũng khá là đẹp. Còn sắt với vàng thì chắc mình không dùng đâu. Mấy cái đó thì bình thường rồi. Emerald đâu. Đây mình còn khá là nhiều nè. Wow. Hy vọng là đủ, hy vọng là đủ. Đặt bàn chế tạo xuống và chế tạo những cái khối emerald thôi. Đây. Mình vừa đủ 9 khối luôn. 9 khối luôn các bạn ơi. Mình chỉ cần khoảng 8 là đủ rồi. Để mình đặt thử nha. Để mình chế tạo thêm những khối kim cương coi. Nhìn thích thật á các bạn ơi. Đây kim cương. 8 khối vừa đủ nè. Đổi qua kim cương coi như thế nào nha. Không biết các bạn thích cánh cửa bằng kim cương hay emerald nha. Hai cái cửa nào đẹp ta. Ôi, kim cương đi các bạn ơi. Emerald thì nó kiểu như là nó khó tìm thôi chứ nó không có quý bằng kim cương đâu. Kim cương mình có thể kiểu như là chế tạo dụng cụ ấy, còn emerald chỉ dùng để kiểu như là đơn vị tiền tệ trong Minecraft vậy đó các bạn ơi. Thành ra dùng kim cương đi cho nó xịn nha. Còn emerald này chắc mình sẽ để dành luôn đi. Nó không sử dụng đâu. Rồi, vậy là mình sẽ đem 8 cái khối kim cương này xuống dưới và đặt vào bên trong nha. Rồi một xíu nữa mình sẽ đi lên đây để chế tạo những cái đất sét các bạn ơi. À không, cái bê tông chứ. Nhầm. Bê tông các bạn ơi, để chúng ta có thể ốp phần tường lại. Nhưng mà hiện tại mình đang phân vân là không biết dùng bê tông màu gì nè. Tại vì mình thấy ở dưới là căn hầm ấy. Căn hầm thì mình nghĩ dùng màu xanh đi nhờ, màu xanh lá cây ấy. Rồi, giờ mình sẽ đập những cái khối này ra nè. Ui. Phải đập ra trước các bạn ơi. Không nên đứng trên những cái tấm áp lực đâu. Nếu không là nó mở ra. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái khối kim cương vào. Đây. Ở đây. Và ở bên đây. Yay. Cánh cổng kim cương nè. Wow. Thích chưa? Vậy là sắp tới mình có thể làm một cánh cổng này là cổng kim cương đi. Bên đây là cánh cổng bằng ngọc lục bảo nè. Còn ở chân giữa mình sẽ sử dụng cánh cổng bằng vàng xen dưới bạc ấy các bạn ơi. Vậy là mình có 3 cánh cổng ấy là những lợi khoáng sản luôn. Tại vì đây là ở phía dưới khu mỏ mà. Dùng những cái khoáng sản để làm cổng ấy cũng khá là thích hợp á. Rồi giờ đi thêm một lần nữa nha. Sao mình thích mấy cái cửa này quá à. Chưa, để mình coi. Mình có sắt không cái đã. Mình muốn trang trí thêm mấy các bạn ơi. Nhưng mà giờ mình hết sắt rồi. À đấy, mình còn nè. Mình sẽ chế tạo một cái đèn là 2 cái đèn lồng đi. Mình gắn ở phía trước cánh cổng ấy. Đây, gắn ở đây một cái. Xịn chưa. Wow, vậy là xong rồi. Ở đây mình có nên nối ngang để làm phần trụ không ta. Để mình coi mình còn gỗ không cái đã.
Hình như gỗ, à đây mình còn một ít nè, mình sẽ nối phần trụ này ngang lại các bạn ơi, để nhìn cho nó đừng quá cao ấy, tại cái này mình đập cái phần trần nhà ấy nó hơi cao rồi đó, thành ra bây giờ mình sẽ ốp lại những cái trụ như vậy nha, để như để cho nó giảm bớt cao mới được, để cao quá thì nhìn nó cũng hơi kỳ ấy các bạn ơi. Ở đây đó, ở bên đây nè. Ui nhưng mà mình nghe tiếng con skeleton này kìa, tại vì đây là gần cái đường đào mai của mình thường ngày ấy, thành ra có mấy chỗ tối tối các bạn ơi, nó sẽ xuất hiện những cái con quái ấy. À, nhưng mà không sao đâu, để từ từ mình tìm coi chỗ đó là ở đâu ấy, mình sẽ cắm đuốc đều hết trơn luôn và nó sẽ không còn xuất hiện nữa và không có làm phiền mình nữa. Rồi ốp ở đây nè, cũng như là ở bên đây đó, vậy là xong rồi. Rồi công việc còn lại của mình ấy là ốp phần tường lại thôi, vậy là quyết định mình sẽ sử dụng những cái bê tông màu xanh lá cây nha các bạn, để nhìn cho nó đẹp nha. Rồi mình sẽ đi thêm một lần nữa. Tự nhiên thấy thích cái cửa này ghê luôn á. Cái này có nên gọi là cái cửa hay cái cổng ta? Thấy cánh cổng thì nó nghe nó kiểu như là xịn hơn các bạn ơi. Ồ, cổng tự động. Rồi, wow, nghịch cái này cả ngày cũng được các bạn ơi. Thôi, nhưng mà mình thấy cái... À không, kệ đi, để những cái đèn lồng để cho nó thắp sáng cũng được. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi lên đấy để chuẩn bị một ít cái bê tông nha. Để chúng ta bắt đầu làm phần tường nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong mấy cái bê tông nha. Ok, cảm ơn mình đã pump xong số bê tông xanh lá cây này, cũng như là đi xuống nether ấy, để lấy thêm ít cái đá phát sáng về, và chúng ta sẽ chế tạo một ít cái đèn redstone nha. Rồi mình sẽ chế tạo được 16 cái nè. 16 cái có vẻ là hơi ít rồi. Ở đây mình còn 18 cái để mình chế tạo thêm nha. Để có gì mình còn sử dụng thêm các bạn ơi. Tại vì mình muốn trang trí bằng những cái đá, cái đèn redstone này nè. Được 21 cái. Tầm là 21 đi. Thì mình sẽ lấy thêm một cái bàn enchant nữa. Tại vì mình muốn enchant ở phía dưới luôn ấy các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy những cái kệ sách trước nè. Mình sẽ lấy hai viên kim cương. Và một ít cái hắc diệm thạch nữa. Để coi con hắc diệm thạch mình để đâu ta. Và mình cần thêm những quyển sách nữa. Đây. Rồi mình sẽ về nhà ấy, để lấy cái hắc diệm thạch thôi các bạn ơi, cần khoảng 4 cục hắc diệm thạch đó. Không biết mình còn dư không nữa. Hy vọng là còn dư nha các bạn. Hắc diệm thạch đâu ta? Đừng nói là hết hắc diệm thạch nha. Ở đây mình có một cái rương ender này, chắc mình sẽ mang xuống dưới luôn đi các bạn ơi. Đừng nói là hết hắc diệm thạch nha. Ui hình như là hết hắc diệm thạch thiệt rồi. Rồi xong luôn, giờ phải đi đào thêm hắc diệm thạch nữa. Chưa, để mình xuống xuống dưới cái rương su cơ kiểm tra các bạn ơi. Tại vì mình nhớ không lầm thì trong cái rương su cơ có cục than hay là cái cục hắc diệm thạch gì ấy, mình không để ý kỹ nữa, tại vì mình thấy cái khối đó nó đen thui à. Hy vọng cái đó là cái khối hắc diệm thạch nha, để chúng ta có thể chế tạo một cái bàn phù phép ở phía dưới luôn nha các bạn. Rồi ok, giờ thì đi xuống dưới thôi. Rồi mình nghe tiếng con gì di chuyển trên đó, giống con Ripper ghê luôn. Tại vì mình đang ở gần cái khu rừng gỗ sồi sẩm các bạn ơi, trong khu rừng đó thì cực kỳ tối luôn, thành ra rất là dễ xuất hiện mấy con quái ấy. Rồi bây giờ mình sẽ coi đây hắc diệm thạch đây. May mà còn á. Rồi giờ chế tạo một cái bàn phù phép nè. Nhưng mà trước khi đặt cái bàn phù phép thì mình cần phải ốp cái bức tường lại cái đã. Rồi tạm thời thì mình sẽ ốp cái bức tường lại bằng cái bê tông màu xanh lá cây nha, để mình ốp thử một bên cho các bạn xem coi có ok không cái đã. Tại vì mình thấy cái này cũng khá là đẹp nè. Chưa, để mình đập cái này ra một cái, đập đây ra nè. Nhìn ok chưa? Và để cho những cái trụ ấy nhìn nó chắc chắn hơn thì bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những cái đó là cái cầu thang ấy các bạn ơi, cầu thang gỗ băng sam nha. Mình sẽ lấy khoảng nhiêu đâu ta, 36 cái, không biết có đủ không nữa, nhưng mà tạm thời là 36 đi. Mình sẽ vứt mấy cái này ra đi. Rồi mình sẽ ốp những cái cầu thang lên ngay tại vị trí này nè. Đó. Ốp như vậy được không? Mình định ốp như vậy nè, nhìn cho cái trụ ấy các bạn, kiểu như nó đang chống cái phần phía trên lên ấy, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ ốp lại mấy cái này nè. Đó, ở đây cũng có một cái nè. Đây. Và cái này nếu được thì chắc mình sẽ kéo những cái trụ ngang luôn đi các bạn ơi. Đó, kéo ngang luôn nha, tại vì cái này nếu mình không ốp lại thì nhìn nó hơi kỳ nè. Thành ra mình sẽ kéo trụ ngang qua tiếp bên đây luôn nè. Kéo qua bên đây. Cũng như đây một cái trụ nữa. Như vậy thì cái căn hầm của chúng ta nhìn sẽ rất là kiên cố luôn á. Rồi đặt ở đây một cái, đặt cái khối thừa này ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ ốp hết phần tường nè, cũng như là nối mấy phần trụ ngang qua nha các bạn, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trang trí sau nha. Ok cảm ơn, mình đã ốp xong phần bức tường rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí ở bức tường chính diện này nha. Tại vì ở bức tường chính diện này mình muốn làm cho nó nổi bật lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đập vào bên trong một ít block này.
Đọc vào ở đây đi. Đó. Để coi các bạn có hình dung đây là cái chữ gì không nhá. Và đừng quên comment ở phía dưới nha các bạn. Rồi, đọc ra nè. Đấy, cũng như là lấy lại. Và ở bên đây nữa là xong. Rồi, công việc còn lại của mình ấy là đặt vào đây là những cái block redstone đấy các bạn ơi. Mình nên làm cái chữ này nó lòi ra không ta? Chắc bây giờ nhiều bạn cũng hình dung ra rồi đúng không? Đó, mình sẽ làm một chữ lọc ấy các bạn ơi. Tại vì trong Minecraft thì nó không có viết dấu được ấy, thành ra mình sẽ xây như vậy nhá. Còn sau này nếu được thì mình sẽ mở rộng ra rồi xây chữ lọc hoàn thiện luôn. Thuần tiếng Việt các bạn có dấu đàng hoàng chứ bây giờ là mình hết cách để viết dấu rồi. Đó, mình sẽ đặt những cái khối redstone vào bên trong này. Đây 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 và ở bên đây nữa. Sau đó mới gắn được cái đèn nha các bạn. Như vậy thì nó mới kiểu như là phát sáng các bạn ơi. Đó, cũng như là ở đây nữa là xong rồi. Nó chữ L nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi, yay. Như vậy bức tường của chúng ta đã rất là nổi bật rồi. Và bây giờ mình sẽ ốp lại những cái cầu thang ở đây để cho nó đẹp hơn nha. Ở đây nè. Cũng như là ở bên đây. Đấy. Và mình cũng đã kéo xong phần trụ ở phía trên nóc rồi. Họ nhìn cái căn phòng của chúng ta rất là kiên cố luôn rồi các bạn ơi. Đó. Bước bước ở đây cũng như là ở bên đây. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn nghe được tiếng nước chảy, tại vì ở trên đây là nguồn nước không có bên cũ ấy, thành ra nó vẫn chảy. Nhưng mà nghe nó cũng hay mà các bạn. Đó, kiểu như tiếng suối chảy vậy. Đó, rất là hay luôn. Giờ chắc mình sẽ bắt đầu đặt những cái món trang trí tiếp theo, đó chính là cái bàn phù phép nha. Sẽ cắt bớt những cái khối này vào và lấy những cái bàn enchant nè, rune ender và kệ sách. Chỗ phù phép mình nên đặt ở đâu ta? Mình định đặt cái chỗ phù phép ngay tại vị trí này nè các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ đặt hai cái cửa tự động ở hai bên, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Ok, như vậy mình sẽ quyết định đặt cái bàn phù phép ngay tại vị trí này nha. Đặt cái rune ender vào đây. Họ sau đó cho hai kệ hai bên. Như vậy thì chúng ta đã xong cái khu vực enchant rồi. Ngoài ra mình sẽ gắn thêm những cái đèn ở phía trên trần nhà các bạn ơi. Bây giờ trần nhà mình cũng muốn cho nó đẹp ấy. Gắn cái này vào nè. Sau đó mình sẽ chế tạo một ít cái cửa sập bằng gỗ sồi đi. Vì gỗ sồi thì mình có thể thấy được cái phần đá phát sáng ở bên trong luôn ấy. Đây, cửa gỗ sồi nè, được 20 cái luôn. 20 cái thì hơi bị dư rồi. Căn phòng của chúng ta rất là sáng rồi. Giờ chúng ta có thể thoải mái tắt những cây đuốc này đi. Đấy, và trang trí thêm vào ở phía dưới thôi. Ở dưới đây chúng ta cũng có thể làm một cái kho luôn á. Tại vì ở đây rất là rộng này, tha hồ mà đặt những cái rương ấy các bạn ơi. Tạm thời là khá là ổn rồi. Giờ mình sẽ đi lên trên đây để chúng ta dọn dẹp đồ này, cũng như chuẩn bị đồ để chúng ta làm công việc tiếp theo nhá. Mình đã farm thêm một ít kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu enchant để cũng như là nâng cấp cây kiếm của mình lên nha. Hiện tại mình có hai cây kiếm này, một cây sắc bén 4, trầm hóng 3 và một cây nhạt 3 và sắc bén 3 ấy. Bây giờ mình sẽ cố gắng enchant thêm một cây kiếm có dòng sắc bén 3 nữa để tạo thành một cây kiếm sắc bén 4 và ép hai cây lại để tạo thành sắc bén 5 nha. Rồi, giờ mình sẽ lấy lưu ly và enchant cây kiếm mình lên coi. Sắc bén 1, sắc bén 2 và trầm hóng 1 á. Chưa tốt cho lắm nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ enchant cho nó reset lại nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy ra nè. Rồi tiếp theo, sắc bén 3, hải thái ma 1. Hải thái ma này cũng khá là tốt nè các bạn ơi. Nhưng mà thôi, mình lấy sắc bén 3 đi để mà tạo thành sắc bén 4 cho cây kiếm của mình nha. Nhặt hai nữa. Tốt vậy. Được 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 được. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong ấy để bắt đầu ghép những cây kiếm lại với nhau nha. Chắc mình phải cố gắng tìm thêm cái dòng mà hại thay ma rồi các bạn ơi. Nhặt nè, sắc bén nè, sắc bén 4 và nhặt 3. Gì thì tốn 19 cấp, gì thì tốn 17 cấp. Vậy mình sẽ lấy cây kiếm này đi, rồi sau đó mình sẽ ghép hai cây kiếm lại với nhau, không biết có đủ kinh nghiệm không nữa. Cần 14 cấp là các bạn ơi, vì cần 22 cấp á. Bây giờ mình sẽ farm thêm kinh nghiệm nha, để chúng ta có thể nâng cấp cây kiếm này lên, cũng như là mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cây kiếm có dòng hại thay ma nữa các bạn ơi, tại vì mình cần cây kiếm đấy để chúng ta có thể đánh những con zombie chết đuối dễ dàng hơn ấy các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi farm thêm kinh nghiệm một chuyến nữa nha. Ok các bạn ơi, lần này thì mình đã farm thêm kinh nghiệm cũng như là farm nhiều hơn lần trước rất là nhiều luôn, để mình có thể ép hai cây kiếm này lại với nhau cũng như là enchant thêm một cây kiếm nữa nha. Và mình đã vừa reset ở dưới điền rồi, nó đã ra cái dòng hải thay ma 3 rồi các bạn ơi. Giờ chúng ta chỉ cần enchant cây kiếm này thôi và ép vào cây kiếm nhặt hồi nãy là được rồi đó. Búp. Gây cháy nữa. Kiếm tốt này các bạn ơi. Rồi 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 rồi, giờ mình sẽ ép hết mấy cây kiếm này lại với nhau nha, để chúng ta có cây kiếm thiệt là mạnh luôn. Lần này mà không tin là không tìm ra được cây đinh ba đó. Rồi giờ mình sẽ ép cây hại thiên ma nè. Không, ép hai cây kiếm kia trước đi nhờ. Nhưng mà mình sợ ép hai cây này xong là nó kiểu như là nó tốn quá nhiều các bạn ơi, nó không cho enchant nữa ấy.
Nè, nhặt 3, sắc bén tới 5 lận, 10 đam lận các bạn ơi. Ok, ép thêm một lần nữa nè. Ui, rẻ vậy, 16 level thôi. Ôi, vậy thì 26 thôi, lấy về đi nha. Rồi, vậy là mình có tới tận 4 vòng rồi các bạn ơi. Nhặt này sắc bén, trầm hỏng và gây cháy nữa. Wow, cái kiếm mình thiệt là xịn luôn các bạn ơi. Rồi, mình đã có một cái kiếm xịn rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm thuốc đi, để chúng ta có thể đi khám phá đại dương thêm một lần nữa nha. Ở đây mình có thuốc tốc độ, mình sẽ đem theo hai bình nè. Thuốc rơi chậm chắc không cần đâu. Thuốc thở dưới nước mình có sẵn được một bình rồi, chắc mình sẽ chế tạo thêm á. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những loại thuốc thở dưới nước nha. Rồi, ổn rồi. Giờ mình sẽ đợi lấy cái mẻ thuốc dành trong bóng tối ấy, rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên đường nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình qua cái vùng biển nha. Mặt trời đang lặn các bạn ơi, và lần này thì mình sẽ khám phá vùng biển gần cái khu vực đảo nấm của mình nha. Rồi giờ thì đợi mặt trời xuống hẳn đi, rồi chúng ta sẽ đi ra biển nha, để cho những cái con zombie chết đuối nó spawn ra nhiều hơn nha các bạn. Và bây giờ chắc mình sẽ uống một cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối nè. Một cái không, thuốc thở dưới nước thì từ từ uống sau cũng được. Rồi mình sẽ đi về hướng nào ta? Ui chưa hết, xuất hiện rồi nè. Để coi coi cái kiếm của mình là một cái kiếm siêu vip các bạn ơi. Lần này thì ngươi toi rồi. Dồm bài hả? Dồm bài. Hả? Ui, không rơi ra rồi các bạn ơi. Ủa cái dòng hải thái ma của mình đâu? Ủa nãy giờ mình quên đi cái dòng hải thái ma mình mất tiêu rồi. Rồi luôn, công tình enchant cuối cùng mất tiêu dòng hải thái ma rồi. Mình gấp enchant nó, mình không để ý là nó mất cái dòng hải thái ma các bạn ơi. Công tình enchant của mình. Ok, đi dù sao nó cũng có sắc bén 5 các bạn ơi. Nếu có dòng hải thái ma thì mình sẽ đánh những cái con zombie chết đuối, nó sẽ mau ngỏm hơn ấy. Giờ mất tiêu cái dòng đó rồi, vậy làm sắp tới mình phải làm một cái kiếm khác rồi. Chứ cái kiếm này mình sợ nó không còn cái khả năng mà ép lại với nhau nữa được ấy. Tại vì nó tốn quá nhiều level rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái con thuyền này trước đã, coi coi. Búp. Cái này như mình đi rồi các bạn ơi. Có cục đá Anderson mình vứt vào kìa. Vậy là mình đi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi lanh quanh ở đây coi, tìm những cái con zombie chết đuối nha các bạn. Và phía trước mình có một cái ravine kìa, không biết nó có sâu không ta, để mình xuống dưới mình coi. Ui, cái này nó cạn yếu à. Ok, đi về phía trước coi. Con cái gì nè, hình như là cá nóc các bạn ơi. Ui, nó mới phồng lên kìa. Thôi, đụng vô nó một cái là dính độc nữa. Con cá nóc hay gì chứ nó mạnh lắm á, nó giật máu kinh lắm luôn ấy các bạn ơi. Thành ra nên tránh xa những con cá nóc ra nha, để không thôi chúng độc là ha, ngõ ngoài biển đó. Rồi, và cái ravine tiếp theo nào. Cái ravine tiếp theo thì nó cũng không có sâu các bạn ơi, nó cũng cạn yêu à. Và những con zombie chết đuối đâu mình không gặp ta. Bây giờ mình phải tìm những cái tàn tích đấy các bạn. Những cái tàn tích thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ xuất hiện những cái con zombie chết đuối lên. Và phía trước mình có một cái thuyền nữa kìa, và một cái ravine. Nhưng mà mình thấy cái khu vực này ấy, những cái ravine nó không có kiểu như là sâu các bạn ơi, nó cạn yêu à. Phải những cái ravine sâu kìa thì mình mới dễ dàng tìm được kim cương hơn. Ui, một con nữa nè. Chưa, tạm thời lấy kho báu trước, dụ nó lại luôn các bạn ơi. Để coi nào. Một cái bản đồ kho báu nè. Được. Rồi giờ mình sẽ đi xuống. Ui. Chết, uống thuốc. Quên uống thuốc. Ui, mình quên uống thuốc các bạn ơi. Quên uống thuốc thở như nước ấy. Lại đây. Bị dụ rồi nha. bị dụ rồi. Đưa cho tôi đinh ba, một hit nữa. Đinh ba đâu? Ui. Sao đánh hoài vậy? Ủa, không rơi ra luôn rồi. Ok, đinh ba có vẻ hơi khó để tìm ấy các bạn ơi. Phải hồi nãy á, mà mình có cái kiếm hại thêm ma nhiều khi lại rơi ra. Tại vì mình nghĩ cái dòng đó sẽ kiểu như là giúp mình đánh mấy con zombie chết đuối dễ dàng hơn nè. Và như vậy thì mình mới có thể dễ dàng nhặt được mấy cây đinh ba, chứ giờ kiếm mình... Ui! Có kim cương nè. Vậy cũng khá tốt. Kiếm mình không có dòng hại thêm ma thì đánh mấy con đó hơi lâu á. Tiếc ghê luôn, nãy biết gì mình cẩn thận mình enchant được rồi. Giờ là mất hết một cái dòng khó tìm rồi, dòng hải thái mái các bạn.
Thôi kệ đi, lỡ rồi đành chịu thôi chứ sao. Giờ mình sẽ qua bên đây nè để đánh nốt mấy con zombie chết đuối còn lại nha. Mấy con này nó vẫn có tỷ lệ rơi ra các ngơi nhưng mà nó cực kỳ thấp luôn. Thôi kệ đi, cố farm cố farm. Nhiều khi đánh mấy con này nó cũng rơi ra vàng nữa. Có thêm vàng để làm cà rốt ăn cái các bạn ơi. Con này cũng không rơi rồi. Ủa có vàng nè. Ủa hình như có cái heo mới đi ngang thì phải. Ủa sao mình bơi nhanh vậy ta. Thôi kệ đi, giờ đánh cái con zombie này đi. Ravine thì từ từ khám phá sau cũng được. Mình chắc sẽ chỉ khám phá những cái ravine mà nó sâu sâu thôi các bạn ơi. Mấy cái ravine cạn cạn chắc mình không có khám phá đâu. Rồi giờ đi rẽ qua hướng bên đây coi. Bên đây vẫn còn con nữa nè. Farm nốt luôn nha. Mình có nên bỏ qua những cái con zombie bình thường này không ta? Chỉ đi tìm những cái con zombie mà cầm đỉnh ba ấy. Nhưng mà nếu như vậy thì hơi khó các mừng thôi. Tại vì những con cầm đỉnh ba thì nó có cái tỷ lệ rất là thấp luôn á. Thôi kệ đi, gặp con nào farm con đó đi. Giờ không có mà lại chê khen nữa thì sao được. Gặp con nào farm con đó nha. Rồi qua bên đây một xíu nè. Để xem coi. Ui ở đây quá trời mực luôn á. Cái ui ở đây có con nữa nè. Ồ thì ra ở gần mình ấy có một cái tàn tích nè. Hàng gì spawn ra quá trời luôn. Và phía trước mình có một con cầm cần câu. Ui tưởng đâu cầm đến ba thì tốt. Ai về cầm cần câu các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, ít nhất cũng có zombie chết đuối để mình farm ấy. Rồi mình sẽ qua bên kia để farm cái con zombie chết đuối cầm cần câu nha. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Mới đây lội qua tới bên đây rồi à. Ui mấy cái tên này lội nhanh thì cái các bạn ơi. Mới tí xíu thôi mà đã lội qua tới bên đây rồi nè. Mình có nên vũ huy một đàn lại rồi farm không ta? Thôi kệ đi. Ở dưới nước mà đánh lan được thì hay nha. Ở dưới nước không có đánh lan được các bạn ơi. Chỉ đánh bình thường thôi ấy. Đánh nhiều con trong cùng một lúc thì hơi khó nhưng mà thôi kệ, không sao. Sắc bén, mình sắc bén tới 5 lần ấy các bạn ơi. Nhưng mà farm mấy con này vẫn thấy tốn thời gian ấy. Hơi yếu. Và có dòng hại hay ma nữa thì đánh tầm 2 hit là ngỏm cái con này hả. 3 hit mới ngỏm một con nè. Rồi trước coi. Ui con kia không có cầm đinh bay gì trơn ta. Mình phải cố gắng lên mới được. Thôi đi qua bên kia thôi. Cái tàn tích hồi nãy có vẻ là ít spawn ra rồi. Nó chỉ spawn lanh quanh đây thôi nè các bạn. Tính ra farm ăn đêm thích ghê luôn á. Cái con zombie chết túi nó xuất hiện liên tục. Và đây là vùng biển ngắm. Có mấy con cá rất là đẹp luôn nè. Cá màu đỏ với cá hồng nữa. Ui thích ghê luôn á. Đem mấy con cá này về chắc là hay lắm luôn á các bạn ơi. Nhưng mà giờ mình không có mang theo nhiều xô. Mình có đúng một cái xô nước à. Thôi kệ đi, có đúng một xô thì bắt một bé cá về cũng được. Ít nhất cũng có mang cá về để trang trí các bạn ơi. Mình sẽ bắt cá màu gì đây ta. À cá màu hồng nổi bật nhất nè. Bắt cá màu hồng đi để chờ nguyên đàn cá màu đỏ thôi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi tìm tiếp mấy cái con zombie chết đuối nha. Đó, cá heo sẽ tăng tốc độ bơi cho mình. Đó, quýnh nè, quýnh. Ui nó được thêm một cái vỏ ốc nè các bạn ơi. Đó. Ui đây. Hàng về nhá. Một hit nữa. Cố lên. Không biết nữa thôi. Ui nó không rơi ra cả thịt zombie. Nó còn không rơi ra luôn các bạn ơi. Ui con zombie đó keo ghê luôn á. Thịt zombie mà còn không rơi cũng ổn. Là cây đinh ba khó đến vậy thì sao rơi ra được. Hiếm lắm mới gặp một tên cầm đinh ba mà lại không rơi ra cho mình nữa. Thiệt tình mấy cái anh này luôn á. Ok ăn uống vô một cái lọ thuốc nhìn trong bóng đêm nữa các bạn ơi. Thuốc nhìn trong bóng đêm của mình hết tác dụng rồi. Uống vô nè. Ui cái vỏ ốc nè. À nãy giờ mình farm được hai cái vỏ ốc rồi. Cố lên mình sẽ cố gắng để dành đây để mình làm thêm một cái ống dẫn ở khu vực nhà của mình nữa. Ở cái hồ gần nhà mình ấy vẫn chưa có cái ống dẫn các bạn ơi. Rồi và bây giờ trời cũng gần sáng rồi kìa, mặt trời đang lên rồi. Mấy con này nó sẽ ngừng spawn nhiều lên các bạn ơi. Giờ ui đây còn con cuối cùng nè. Một con cuối cùng của ngày hôm nay. Ui hả, dám xuất hiện trong ngày cuối cùng hả. Rồi giờ thì tìm mấy cái kho báu rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình vừa nhặt được một cái bản đồ kho báu nè. Đó giờ mình sẽ tìm kho báu chờ đến trời tối rồi chúng ta đi tìm mấy con zombie chết đuối tiếp nha. Ui skeleton bơi kìa. Rồi chìm ngõm rồi. Tại vì phiên bản mới này những con quái như là zombie skeleton ấy không có biết bơi các bạn ơi. Còn là chìm ngõm à. Và cái chỗ này thì mình thấy nó quen cực luôn nè, không biết mình có đi chưa ta. Ui chỗ này bị trùng nữa chứ. Ui có vẻ không may mắn rồi. Đã không tìm được đinh ba mà còn gặp mấy cái kho báu bị trùng nữa chứ. Thiệt cái tình. Nhưng mà ở đây là cái mũi tên nó rơi chậm ghê luôn các bạn ơi. Bắn cả buổi trời mới rơi xuống đây nè.
À, và ở đây cũng có một cái đèn biển này mình lụm mang về các bạn ơi. Có đèn biển mang về rồi, tại vì đợt trước thì mình chưa có cái cúp mềm mại ấy, thành ra mình không có lấy được mấy cái đèn biển. Bây giờ mình có cúp mềm mại rồi, gặp đèn biển cái nào là mình lụm về hết luôn. Đó, đập mang về nha. Cái này mà trang trí cái bể bơi của mình á là hết sảy luôn á. Mình sẽ vứt cái bản đồ ra đi, bản đồ trùng không cần. Đó, đập thêm một cái này nữa nè. Không biết cái rương mình lấy đồ chưa ta, để mình thử đập xong cái này rồi mình kiểm tra cái rương nha. Đó. Ui nó hơi bị delay một xíu. Ui dòm bà chết đuối hả. Lợi đây làm gì, lợi đây hả. Rồi lấy kho báu thôi. À không, lấy cái rương thôi, cái này không phải kho báu nha các bạn. Đây là một cái rương bình thường trong tàn tích thôi. Ui một emerald nè. Ui hiếm lắm mới gặp một viên emerald trong cái rương này á các bạn ơi. Wow cũng khá tốt á. Vứt mấy thứ không cần thiết vào rương đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử qua cái tàn tích bên đây coi có rương không nha. Thường thường mỗi tàn tích đều có rương hết trơn á. Nè rương nè, tén tén. Ui đừng. Ui hết thuốc rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ uống một cái lọ thuốc thở dưới nước nè. Đó, rồi đi tiếp thôi. Bản đồ kho báu, cái này chắc chắn bị trùng luôn, tại vì nó gần sát bên cái kho báu mình đang tìm nè. Đó, thấy không, mình nói gan mà kinh nghiệm bị tròn á các bạn ơi. Giờ mình gặp cái nào là mình biết bị trùng hay không luôn á. Giờ bị tròn quá nhiều lần rồi. Rồi qua đây một lần nữa nè. Ui rương nè. Rồi một cây cần câu chậm hỏng á. Chậm hỏng thì mình không cần. Để coi nào, coi còn con zombie chết đuối nó không nha. Ui có vẻ là hết rồi. Nhưng mà mình ở đây, để đây có rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Cá đẹp đẹp cơ mà. Chắc chuyến sau mình có qua đây thì mình sẽ cố gắng mang theo thật là nhiều xô để mình mang cá về để trang trí hồ mình ấy. Đập cái này ra và vứt cái gì đây? Vứt những cục cát nè. Đó. Redstone chắc mình không cần lấy đâu, ở nhà mình còn khá là nhiều rồi. Ui mình nghe tiếng lava. Vậy là cái chỗ này mình đi rồi nhưng mà mình nghe tiếng lava gần bên nè các bạn ơi. Để mình đi xuống thử nha. Tiếng lava gần lắm rồi. Cố lên, hy vọng trong cái hồ lava này sẽ có kim cương trong. Ui, chém ném mình rơi xuống rồi. Để coi nào. Có kim cương không ta? Ui, đây chỉ là một cái hồ lava bình thường thôi. Ui, không có kim cương rồi. Mình cứ tưởng ở đây là một cái hang ấy, có cái hồ lava thì sẽ dễ tìm được kim cương hơn ấy các bạn ơi. Nhưng mà đây chỉ là cái hồ lava nhỏ thôi, thành ra không có kim cương cho mình rồi. Ui, ở đây có redstone nè. Ở đây còn tiếng dơi nữa. Ui dơi bơi xuống nước luôn chứ. Dơi mà bơi xuống nước luôn. Ui skeleton hả. Ui kiếm mình giờ chém ra lửa thích ghê nhờ. Và ui đừng zombie cưỡi gà. Ui ui zombie cưỡi gà nè các bạn ơi. Ui lần đầu mình gặp luôn á. Wow zombie mà cưỡi con gà xịn vậy. Ui không làm mình gặp hơi bị nhiều mấy con quái mà kiểu như là có cưỡi con thú trên người ấy. Ui hết skeleton cưỡi nhện này, giờ tới con zombie cưỡi gà. Ui ngộ nhờ. Ở đây còn hang nè. Ten. Có kim cương rồi các bạn ơi, giờ thả cá ra nhờ. Ui thả cá giờ chắc bé cá ngỡm quá à, mà thôi kệ đi. Sẽ đổ ra một cái nè, rồi lấy kim cương về. Phải vậy. No. Mình full slot rồi. Trời ơi. No, kim cương của Lộc. Rồi luôn có một. Không, các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á, là mất hết một viên kim cương ổn không? Thì cái tình luôn, không kiểm tra kỹ là mất hết một viên quan à. Ôi, tiếc ghê luôn á. Em sẽ lắp lại các bạn ơi. Ủa, ở đây còn lava quá trời nè. Không lắp lại. Ui. No. Ui, tiếc ghê không? Đó, đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bạn nha. Khi đào kim cương ấy, tốt nhất là phải kiểm tra xung quanh trước nha. Để không thôi là giống Lộc ấy, mất hết một viên kim cương quang rồi. Đó, được một quặng nè, hai quặng. Ui, được ba quặng mà giờ còn có hai quặng à. Tiếc ghê luôn á. Lộc lỗi quá, phải đó, Lộc phải kiểu như kiểm tra đàng hoàng chứ. Tự nhiên hôm nay bất cẩn quá à, từng ngày là Lộc kiểm tra kỹ lắm luôn ấy.
Giờ chắc mình uống mấy chai nước này đi để cho nó tác lại với nhau các bạn ơi. Giờ có mấy cái chai này nó choáng chỗ ghê luôn á. Thuốc cái thuốc mà nhìn trong bóng đêm của Lộc giờ cũng hết tác dụng rồi kìa. Thì Lộc sẽ uống thêm một lọ nữa nha. Nhìn trong bóng đêm nè. Uống vô. Không biết bây giờ trời tối chưa ta? Hy vọng trời tối đi mình lên trên mình khám phá thêm một lần nữa. Hy vọng đêm nay Lộc sẽ có được thêm một cây đinh ba nha. Rồi đi lên thôi. Có vẻ cái hang này cũng khá may mắn nè. Rồi mình sẽ đi vòng một vòng. Vậy mình đã tìm thêm được một chỗ có kim cương rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ đi thêm một vòng nữa nha. Wow, không cho đinh ba mà cho kim cương là cũng khá là thích đó. Rồi giờ Lộc sẽ kiểm tra nè. Đó, lần này được 1, 2, 3, 4 quặng luôn, 5 quặng luôn. À không, 4 quặng thôi. 1, 2, 3, 4 quặng nè. Rồi mình đã có được 6 quặng kim cương rồi. Và mình nghe tiếng lava đâu gần đây nữa các bạn ơi. Ừ đúng rồi, bên đây nè, bên đây nè. À không, cái này cái hồ lava gần nãy mà. Rồi thôi kệ, có kim cương mang về là vui rồi. Giờ mình sẽ đi qua bên đây một vòng nữa đi. Rồi chúng ta sẽ đi lên nha. Một hit cuối cùng. Búp. Thôi xong. Xong rồi đó các bạn ơi. Giờ thuốc mình cũng hết tác dụng rồi. Và ui, đây còn một anh nữa nè. Ồ, chưa, không bỏ cuộc các bạn ơi, cố lên. Biết đâu anh này lại rơi ra á. Đánh nè. Né nè. Không rơi ra luôn, hai anh liên tục luôn mà không anh nào rơi ra đinh ba cho mình hết ấy. Giờ mình sẽ cầm đuốc đi chứ giờ mình hết thuốc nhìn trong bóng đêm rồi. Thành ra giờ nhìn tối thui nè các bạn ơi. Anh zombie hả? Và đây còn anh cuối cùng nè. Bên kia còn anh nữa. Vì mình sẽ cố gắng farm thêm một vài anh nữa rồi chúng ta sẽ quay về nha. Giờ mình hết thuốc rồi, farm ngoài biển cũng hơi nguy hiểm á. Bên kia coi. Ui bên kia một anh cầm đinh ba nữa kìa. Wow, tự nhiên hết thuốc sao nhiều anh cầm đinh ba xuất hiện vậy ta? Ở đây, anh mới phóng nè. Ui, cẩn thận, anh phóng hư thuyền mình đó các bạn ơi, anh phóng một hit hư thuyền luôn á. Anh cầm hả, anh dám cầm không? Dám, né. Cẩn thận các bạn ơi, để không thôi, anh ấy mình á. Có rơi ra không? Ui, không rơi ra luôn rồi. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cánh cửa tự động này. Ở trang trí xong cái căn phòng ở dưới hầm mai cũng như là có một chuyến đi khám phá biển để tìm cây đinh ba nhưng mà vẫn chưa tìm được cây nào hết trơn ấy. Nhưng mà bù lại thì mình có được một ít cái kim cương mang về nè. Và ở những tập tiếp theo thì các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm những cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.